Xin chào tất cả các bạn. Hôm vừa rồi tôi thấy mọi người rất là thắc mắc về những khi mình làm bài mà mình hay bị lỗi phông chữ. Thế cho nên là hôm nay tôi sẽ làm cái video này và tôi sẽ gửi cái đường link phần bộ phun phông tất cả các phông các kiểu con đà điểu ở phía dưới video để các thầy cô và tất cả các bạn chúng ta có thể tải về. Thì khi chúng ta vào cái đường link đó thì nó sẽ dẫn đến cái phần Google Driver ấy mà chúng ta sẽ tải về. Thì các thầy cô sẽ bấm vào nút tải về thì nó có cái tên là như thế này. Sau đó chúng ta sẽ bấm chỉ vào đó, bấm chuột phải, chọn phần extract here. Đây, chúng ta sẽ nhập mật khẩu là giáo dục và giải trí. Sau đó chúng ta sẽ bấm OK. Thì nó hiện ra một cái thư mục ở trong này gồm có 5 phần phông, là tất cả kể cả phông chữ trên nền của Windows, Windows 10. Ví dụ tôi sẽ làm mẫu cái đầu tiên chẳng hạn, chúng ta sẽ mở lên, sau đó chúng ta bấm tổ hợp phím là Ctrl A thì nó bôi đen lựa chọn hết tất cả các phông. Sau đó chúng ta chỉ vào đó bấm chuột phải, chọn cái phần là Install for All nhé, chúng ta sẽ bấm vào đó. Chúng ta sẽ bấm Yes. Ở đây nó báo là có một cái đã trùng, chúng ta sẽ bấm tích vào đó để nó kể cả nó ghi đè lên luôn ạ. Sau đó chúng ta bấm Yes để nó không báo ạ. Đấy, hơn 1.000, bộ này là 1.497 phông. Chúng ta sẽ cài rất là nhanh với tất cả 5 cái này, chúng ta sẽ làm lúc và xong được. Và khi chúng ta cài vào thì cái việc lỗi phông chữ sẽ không còn là vấn đề gì mà gây khó chịu đối với chúng ta khi ta đang làm việc. Đặc biệt là khi mọi người đang dùng cái bản PowerPoint chẳng hạn, rất nhiều các loại phông chữ khác nhau, nếu chúng ta không cài đầy đủ phông ấy, lúc chúng ta dịch mà tìm được ra phông để giải quyết vấn đề rất là khó khăn. Thế cho nên là chúng ta sẽ chủ động cài trên máy tính tất cả các phông để cho khi chúng ta tải một tài liệu gì về mà chúng ta sẽ chủ động đọc được, không phải chỉnh sửa phông nhiều. Đó là cái bài hôm nay tôi muốn gửi đến để mọi người tham khảo và mọi người tải về. Nó có rất là nhiều con đường tải về, nhưng mà hiện tại là YouTube cũng là một kênh rất là hay. Thì trên các video đã có những cái đường link mà chúng ta có thể tạo ra để phía đó mà chúng ta có thể download mà tải về bình thường, chứ không cần thiết phải vào các trang. Đấy là một cái rất là nhiều các cách khác nhau, nhưng ở đây là tôi đã tổng hợp tất cả 5 bộ chúng ta xài thoải mái. Hiện tại của tôi nó đang chạy chậm bởi lý do là tôi đang sử dụng một cái ứng dụng phần mềm quay phim nữa, nên nó sẽ làm giảm tốc độ của máy. Còn ở máy của các bạn mà không sử dụng các phần mềm gì đi kèm nhiều ấy thì không nặng máy ấy, thì dẫn đến cái việc cài phông này chúng ta chỉ mất vài phút là chúng ta cài xong. Mình chỉ mất công làm một lần thôi, sau này chúng ta cứ thế chúng ta dùng và yên tâm không phải bị lỗi gì. Sau khi chúng ta tải về, chúng ta có thể cắt cái bộ phông này đi. Sau này mình cài lại Win, cài lại máy thì chúng ta có thể lấy cái bộ phông này ra, hoặc chúng ta có thể lên kênh của tôi được là kênh giáo dục và giải trí. Thì ở đây tôi đưa những cái tài liệu, những cái gì tôi biết và mọi người cần, tôi sẽ chia sẻ và gửi đến tất cả mọi người để mọi người dùng. Rất mong mọi người ủng hộ, bấm đăng ký và chia sẻ cái video này đến với mọi người để mọi người có cái tài liệu tham khảo được tốt hơn. Xin trân trọng cảm ơn mọi người đã đang xem video. Chúc mọi người sẽ cài được bộ phụ thông dành cho máy tính của mình, không bao giờ bị mắc lỗi thì bị tính không nữa. Và các cái bộ này của tôi là khá là nhiều, nên khi mà mọi người mà cài thì mọi người quá là yên tâm luôn. Mỗi một bộ là hơn 1.000 thông, mấy trăm phông nữa, bộ này nặng nhất là hơn 1.000 phông. Tiếp theo các bộ còn lại mấy trăm phông chúng ta sẽ bỏ thời gian này, chúng ta cài một lúc thôi ạ. Cài một lần là lần sau mọi người sử dụng thoải mái, yên tâm, không phải bị vướng khi đang dùng văn bản lại bị lỗi. Vâng, đã chạy xong thì tương tự như vậy này, chúng ta sẽ quay trở lại và mở thêm một phông nữa. Đây ạ, lúc trước là phun phông tiếng Việt, cái này là dành cho cả máy tính nhé, cả phông hệ thống luôn. Ok,
chúng ta sẽ bấm chuột bấm tổ hợp tím Ctrl A, sau đó chúng ta bấm chuột phải chọn install. Chúng ta tích vào đó là đồng ý cài đè luôn. Cái này là 1960. Cái nào có cài đè luôn. Tương tự như vậy mọi người sẽ làm tất cả các cái phần còn lại. Chúc tất cả mọi người sẽ có một cái máy tính dùng không ổn định, không bị lỗi. Tôi sẽ cập nhật thường xuyên các bản thông, nếu có cái thông nào mới tôi sẽ cập nhật luôn ở phía dưới đường link video, để cái này là một cái kho luôn của cái phần thông chữ mà mỗi khi mọi người cần mọi người có thể mở lên và lấy luôn thông ở trên kênh. Vâng, tương tự nhé. Đấy, mọi người bấm tổ hợp tím Ctrl A, bấm chuột phải chọn install, không còn lại.